Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa nghiệm thu đào tạo chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp. Điện quang can thiệp là kỹ thuật mới, xâm lấn tối thiểu phục vụ chẩn đoán điều trị, tăng cường khả năng phục hồi, rút ngắn thời gian điều trị của bệnh nhân. Khi được chuyển giao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện kỹ thuật mới này trong điều trị ung thư gan, cầm máu tạng, dẫn lưu thận, dẫn lưu đường mật, sinh thiết dưới siêu âm, dẫn lưu dưới siêu âm và chụp cắt lớp, chọc kim nhỏ.